Dạ con xin chào tất cả cô chú anh chị thì trong video bán lan ngày hôm nay thì con tiếp tục bán cây dendro hàng nhiều loại đầu tiên đó là cây Patum uh, orange hay còn gọi là cây uh, son môi đó cây bông to dạng lai hồ điệp bông to chuỗi hoa dài hoa màu cam rất là lạ mắt tiếp theo là con bán cây cây này là cây Pramaret uh, cây này hoa đỏ nó cũng dạng lai like hồ điệp luôn bông khá là to khá là to đẹp giá bán thì uh, con vẫn bán với cái giá là 50.000 một chậu mua từ 4 chậu thì con sẽ báo ship tiếp theo là con bán cái cây uh, này là cây Red Dragon cây nó tặng cây không được to mà bông khá là đẹp đông lai like cát nha con chú chị nha phải lai like hồ điệp đó lai like cát tặng bông khá là to đẹp đó. Red dragon Đây Cái lá cát đây Cây thì nó đang có xu hướng mọc cây tơ lên rất là nhiều Đây cây tơ lên rất là nhiều đẹp à, Về mình uh, cho vô cái chậu lớn Cây đứng đọt thì uh, nó sẽ ra bông thôi Cây này nó đã có bói mùa đầu rồi mà Tiếp theo là cây e blue Cây này là hai cây tím Huế đó E blue giá đồng giá luôn nãy con quay, con quay qua cây vàng tia mà con quên cây lúc nãy con vừa quay qua nó là cây vàng tia tiếp theo là con vẫn bán cái cây cây này là cây Benno hai cây hoa nó y chang cây ben soda luôn mà có điều thân thủ thì nó mập và lùng hơn cây này là cây thỏ vàng lưỡi đỏ đang đứng đọt chuẩn bị ra bông tiếp theo là đến cây bên soda bụi lùm giá đông giá 50 luôn bên soda bụi lùm này à, rất là đẹp về cô chú anh chị có thể ghép thành một chậu to để mình chơi hoa đó thì con quay sơ lược à, những cái tặng cây bên tụi con tiếp theo là con bán cái cây này là cây hồ điệp mạng thiên hồng thì bên shop vẫn có loại hai ngồng và một ngồng loại hai ngồng á, thì con bán giá 60.000 kịp Tết nha cô chú anh chị nha hàng tụi con kịp Tết đây nó đang uh, nụ dài rồi và loại một ngồng là giá 45.000 cô chú anh chị uh, mua 10 cây á, 4 cây thì con bao ship mà mua chẳng hạn cô chú anh chị mua 10 cây á, thì con sẽ giảm giá là hai ngồng là còn 500.000 và một ngồng là còn 400.000 nhé đó để cô chú anh chị dễ uh, sưu tầm À, phía bên này thì uh, con còn một ít cây cây hồ điệp băng băng hàng uh, bị gãy ngồng Thì uh, giá con bán là 80.000 một chậu Còn phía bên này thì uh, con có cây uh, di linh Di linh thì uh, con vẫn bán với cái giá là 120.000 cho 11 chậu bao ship phía bên uh, này thì con có một ít cái hàng uh, hàng này là hàng um, cây năm uh, cánh trắng hồng hồng và năm cánh trắng hồng tím lộn xộn đang nụ cô chú anh chị nào mua thì con sẽ lựa những cái cây nụ nhỏ cho mình để mình chơi uh, chơi hoa thì con bán chậu ba hai ba thân mập đẹp như này với giá là 60.000 một chậu thôi về mình mua ba chậu và mình ghép lại một chậu mình chơi ba chậu chó rất là đẹp luôn à, mua 4 chậu thì con sẽ bao ship nhé cái này hàng này là mua vậy 4 chậu còn bao ship 60.000 một chậu 4 chậu báo ship